Thị trường smartphone bây giờ khốc liệt đến nỗi mà không chỉ các hãng đối thủ đâu mà gà chung một mẹ còn đá nhau chan chát để giành thị phần đấy. Và trong số đấy thì phải kể đến là Honor và Huawei. Vừa mới hôm qua thôi thì Honor vừa cho ra mắt một sản phẩm mới với cái lời giới thiệu là bạn sẽ là người dẫn đầu với hiệu năng ấn tượng ở trên Honor 20 Lite. Vậy thì trong clip ngày hôm nay mọi người hãy cùng anh định điểm qua những cái thông số cơ bản xem em ý có gì hay ho và đặc biệt không nhá. Về thiết kế của Honor 20 Lite thì chắc là mình sẽ không nói nhiều nữa đâu. Tại vì là theo đánh giá cá nhân của mình ấy, thì em ý dường như là đi theo một cái công thức thiết kế rất là chung của những cái sản phẩm smartphone Trung Quốc ở trên thị trường ấy. Cũng vẫn sẽ là màn hình giọt nước này với mặt lưng được thay đổi màu sắc khi mà mọi người thay đổi góc nhìn. Cụm 3 cam chính được đặt dọc và nút cảm biến vân tay ở phía sau. Tôi đố ông nào có thể kế tết hết được những cái sản phẩm smartphone thiết kế theo kiểu này đấy. Nhiều dã man luôn. Tuy nhiên thì Honor 20 Lite sẽ có một phiên bản giới hạn rất là đặc biệt luôn. Đó là sự kết hợp giữa Honor và một hãng thời trang đến từ Nhật Bản mà có cái logo hình con khỉ đột mình đang để trên đây nhá. Hứa hẹn sẽ đem lại những cái sản phẩm smartphone rất là cá tính và đặc biệt đấy. Về hiệu năng thì Honor 20 Lite sẽ được trang bị con chip Kirin 710, giống như là người Anh Huawei P30 Lite ra mắt cách đây chưa lâu. P30 series là những cái sản phẩm flagship đang dẫn đầu của nhà Huawei. Thế nên mình nghĩ là hiệu năng của con chip này anh em không cần phải lo lắng nữa đâu. Kèm theo đó là RAM 4GB và bộ nhớ trong lên tới 128GB, tha hồ mà lưu trữ luôn. Nếu nói về thiết kế mình không quá ấn tượng với lại là Honor 20 Lite thì thật sự mình rất là tò mò với cái hiệu năng của em này đấy. Tại vì là giá chưa tới 6 triệu đồng mà lại được trang bị một con chip giống như là em út của P30 series thì thật sự quá là hời rồi phải ông nào. Ngoài ra thì vì là một cái sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng chủ yếu là giới trẻ, thế nên Honor còn hợp tác cùng với một nhà phát hành game đó là Eagle đến từ Singapore để có thể mang tới những cái món quà dành cho người dùng khi mà mua máy. Cụ thể thì với 10.000 khách hàng đầu tiên sở hữu Honor 20 Lite thì sẽ có một cái quà tặng rất là đặc biệt luôn. Đó chính là một cái gift code, tức là một cái mã đổi điểm trị giá lên tới 120 đô dành cho game Lost Mobile kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2019 đấy. Camera lên tới tận 32 megapixel cũng chính là một cái điểm khó lòng bỏ qua khi mà nhắc tới Honor 20 Lite đấy. Trên Honor 20 Lite sẽ được trang bị cụm cam chính phía sau gồm 3 cam, trong đó là một cam chính 24 megapixel khẩu độ f1.8 cùng với cảm biến Quadra CFA tha hồ chụp ảnh đêm bất chấp dù có điều kiện khó khăn đến mức nào đi nữa. Ngoài ra thì còn một ống kính rộng 120 độ là 8 megapixel và một ống kính phụ hỗ trợ chụp ảnh xóa phông là 2 megapixel nữa đấy. Hệ thống camera còn tích hợp với trí thông minh nhân tạo AI có thể nhận diện vật thể này và hơn 500 tình huống khác nhau nữa đấy. Phía trước là một cam selfie lên tới 32 megapixel tích hợp nhiều chế độ chụp hình khác nhau và thêm cả chế độ làm đẹp nữa, đặc biệt phù hợp với các bạn nữ đấy. Chờ khi nào máy về thì mình sẽ selfie vài tấm cho anh em cùng xem luôn nhá. Tại Việt Nam thì giá bán của Honor 20 Lite được công bố là 5.990.000 đồng. Tuy nhiên khi mà đặt hàng trước từ ngày 4 tháng 5 năm 2019 thì 2.500 anh em đầu tiên sẽ được tặng thêm một cái tai nghe Honor Xbox siêu siêu xịn luôn. Theo đánh giá cá nhân của mình thì giá chưa tới 6 triệu đồng cho một chiếc smartphone có hiệu năng xịn như ở trên P30 Lite này, xong rồi cam còn lên tới tận 32 megapixel nữa thì một cái giá quá là hời rồi. Mà đó mới chỉ là giá công bố trên thị trường thôi nhá. Mua tại Hoàng Hà Mobile thì mọi người yên tâm là lúc nào cũng rẻ hơn khoảng tầm 500-600 và còn rất là nhiều quà tặng và ưu đãi bất ngờ nữa đấy. Với những cái thông số cơ bản trên đây thì mình khá là tò mò với cái lời giới thiệu là người dẫn đầu với hiệu năng ấn tượng ở trên Honor 20 Lite đấy. Không biết là có thật sự chính xác không? Mọi người có ai cũng trông chờ Honor 20 Lite về như mình không thì hãy comment phía bên dưới nhá. Và cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và theo dõi và hẹn gặp lại ở trong những cái clip sau đây nhá. 3, 2, 1, máy chạy. Ui. Cây si kìa. Anh ơi. 3, 2, 1, máy chạy.